tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, Nam Mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, quý nhân phù trợ, mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý tín chủ tuổi Nhâm Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của quý tín chủ tuổi Nhâm Dần sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ về đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh chóng mặt, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Nhâm Dần hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Nhâm Dần về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024, cách hóa giải vận hạn, nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ tuổi Nhâm Dần biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2024 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan, tuổi Nhâm Dần hay còn được gọi là Quán Lâm Chi Hổ, Hổ Qua Rừng, năm sinh dương lịch, từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 24 tháng 1 năm 1963. Mạng kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung hỏa, con nhà bạch đế, phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, ông tử vi độ mạng. Thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, dần, tam hợp dần ngọ, tuất, tứ hành xung, dần thân tị hợi. Mệnh kim, kim bạch kim, vàng pha bạc, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa. Nam mạng Nhâm Dần có nhiều tên tuổi nhờ tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ sự nghiệp cho đến gia đình. Về dáng dấp thanh tú, với lời nói vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn và sự thành công trong thời tiền vận, nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi. Trung niên mới tạm ổn định, nên biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử, thì sự nghiệp hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, nhờ con cháu mà an nhàn. Nhìn chung, những người nam mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực, giống như hổ, là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Những người nam mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ ở đâu hay làm bất cứ việc gì, trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu quý và làm cho họ được hạnh phúc. Những người nam mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Đối với họ, sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Những người nam mạng tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, luôn dịu dàng và biết cảm thông, chia sẻ với một nửa của đời mình. Tuy nhiên đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kể mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với những người mạng tuổi Nhâm Dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất cứ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Theo tử vi, vận mệnh của người nam mạng tuổi Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ và thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự, sẽ giảm bớt đường sự thất thoát không đáng có. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nam mạng tuổi Nhâm Dần,
sinh năm 1962, theo can chi, ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Những người tuổi Nhâm Dần 1962 khi bước sang năm 2024 được coi là một năm khởi sắc của những người này trên nhiều phương diện khác nhau của cuộc sống. Vận trình trong năm 2024 Giáp Thìn cũng tương đối ổn định, năm này được coi là một năm bình hòa, ít muộn phiền. Mọi việc mưu sự ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền bạc sinh sôi nảy nở đều đặn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể kiếm được rất nhiều tài lộc. Năm 2024, những người tuổi Nhâm Dần nam mạng được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao cho nhiệm vụ. Thêm nữa, các mối quan hệ của bạn cũng khá tốt đẹp. Trong năm 2024 này, bên cạnh luôn có những quý nhân nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu, khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi nhanh và xa hơn. 1. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng, theo can chi, ngũ hành. Về thiên can. Thiên can tuổi Nhâm thuộc ngũ hành thủy, gặp thiên can năm Giáp thuộc ngũ hành mộc, thể hiện sự bình hòa trong năm Giáp Thìn. Công việc làm ăn có sự liên kết với người khác, nhưng chủ mệnh cẩn trọng, có thể gặp chuyện không thuận lợi như ý muốn. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần 2024 nam mạng cho thấy, mọi sự đầu tư làm ăn cần có sự suy tính kỹ lưỡng. Ngoài ra lưu tâm tới tình cảm của anh em trong nhà, cũng như sức khỏe của bản thân trong năm Giáp Thìn có nhiều chuyển biến không tốt. Về địa chi, người tuổi Dần gặp năm Giáp Thìn, chi Thìn là thể hiện về mối quan hệ bình hòa. Theo tử vi nam Nhâm Dần năm 2024, công việc cơ bản duy trì như cũ, không có sự thay đổi và cũng không gặp được nhiều may mắn. Xét về mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi hành mộc gặp địa chi năm hành thổ là chủ về quan hệ tương khắc. Vì mộc khắc với thổ, cho nên trong năm, công việc chủ mệnh không nên tiến hành thay đổi, nếu có thay đổi cũng không được như ý. Về ngũ hành, theo tử vi nam mạng sinh năm 1962 năm 2024, người sinh năm này có ngũ hành bản mệnh là kim, gặp năm 2024 có ngũ hành hỏa, thể hiện quan hệ về khắc nhập, xấu. Đây là năm mà người mệnh kim sức khỏe không tốt, chủ về bệnh tật hoặc đau ốm, đồng thời công việc trong năm có những khó khăn và đưa tới nhiều trở ngại. Đầu tư kinh doanh cũng không được lợi, tiền bạc bỏ ra không thu về được như kỳ vọng. Tình cảm gia đạo và tiền bạc của nam tuổi Nhâm Dần năm 2024 gặp nhiều bất lợi, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch. Về phúc tinh, những người sinh năm này, cung khôn ngũ hành thổ, gặp năm cung chấn ngũ hành mộc, chủ về năm khí họa hại, chủ mệnh cung khôn năm Giáp Thìn 2024, khó tránh đối mặt chuyển thị phi, cuộc sống không đưa tới vận may. Luận tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng năm 2024. Ngũ hành cung phi của năm với tuổi này là xung khắc, người tuổi này theo đó chú ý công việc trong năm 2024. Không được quý nhân hỗ trợ, bản thân cần luôn chủ động cố gắng và tự thân làm chủ thay đổi không tốt. 2. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nam mạng, theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 là sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Sao Mộc Đức là một sao tốt trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, có bạn mới, được tăng quan tiến chức, gặp gỡ quý nhân, hôn nhân hòa hợp. Sao Mộc Đức tốt hay xấu? Sao Mộc Đức là phúc tinh trong cửu diệu niên hạn, tốt cho cả nam và nữ. Người được sao chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, công việc bình an, sinh tài thuận lợi. Về đường công danh, mệnh chủ gặp sao này sẽ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhiều tài lộc. Với người đang đi học, năm này đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt và gặt hái được thành tích cao. Phụ nữ đang mang thai, được sao Mộc Đức chiếu thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán. Sao Mộc Đức chiếu mạng, nữ có hạn huyết quang, chiếu mạng nam đề phòng bệnh, về mắt, gia đạo có chút bất hòa, nhưng nhân khẩu bình an, không đáng lo lắng.
Những người mới khởi nghiệp, nếu gặp năm Mộc Đức thì cần thận trọng, đề phòng thất bại, không nên quá kiêu ngạo, tự phụ, mà cần khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Những người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi an toàn. Hạn của sao Mộc Đức xấu, nhưng cũng có thể mang lại điều tốt đẹp nếu người cúng vừa cúng sao giải hạn, vừa kinh sao để đón tiếp điều may. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao Mộc Đức như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng. Trong năm gặp sao Mộc Đức thường gặp may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch sẽ có tin vui, gặp được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp hanh thông. 3. Xem tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, nam mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 là hạn Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, bạn hiểu suối vàng là gì? Đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe thấy âm phủ là đã thấy tăm tối nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai, để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt, xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp nạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, cần hết sức thận trọng. Sức khỏe, như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy, hạn Huỳnh Tuyền chủ về bệnh tật, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt, tay chân, do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày, cần phải được sự chú ý, làm ăn. Hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước, vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng. Tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm, khi gặp phải nạn này, tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp tới những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền, mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật thì sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của, phí thuốc thang, chữa trị. Không những vậy còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt, dẫn tới không thể làm tốt công việc kinh doanh, không đưa ra được ý kiến. Quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại khó khăn, thậm chí có thể khiến cho cuộc sống trở nên bế tắc. Khi đầu óc chẳng còn được tỉnh táo, thì sẽ đưa ra những quyết định không đúng, dẫn tới nhiều tổn thất. Vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Các bệnh khi gặp nạn Huỳnh Tuyền thường là cao huyết áp, đột quỵ, tai biến. Tuy nhiên đối với người lớn tuổi, dù có gặp nạn Huỳnh Tuyền hay không thì vẫn cần phải được chăm sóc và xử lý kịp thời khi gặp phải hạn này. Hướng dẫn cách hóa giải hạn Huỳnh Tuyền. Các biện pháp giải hạn Huỳnh Tuyền đến nay vẫn chưa có, thế nhưng dựa vào những đặc điểm nêu trên, ta vẫn có một số cách giảm nhẹ hạn Huỳnh Tuyền sau đây. Cần tránh đầu tư quy mô kinh doanh lớn, không vay mượn tiền hay nhận bảo lãnh vay tiền, không đi đến những chỗ sông nước. Vấn đề sức khỏe cũng phải chú ý giữ gìn, nên xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và khoa học, luyện tập nâng cao sức khỏe. Đối với người cao tuổi bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích, vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm chỉ làm việc thiện, đây là những điều nên làm. Nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện, mà cần phải làm thường xuyên, sẽ giúp gia tăng thêm phúc đức, vận may. 4. Xem tử vi 2024 Nhâm Dần, nam mạng, theo vận niên. Vận niên tuổi Nhâm Dần 2024 nam mạng, gặp vận niên, kê hồi viên, tốt. Vận niên kê hồi viên tương ứng với hình ảnh của con gà được thả vườn, cho nên báo hiệu năm no đủ và đưa tới nhiều thành công. Người tuổi này làm ăn kinh doanh trong năm Giáp Thìn tiến tới, buôn bán khách hàng. Bên cạnh đó, luận tử vi tuổi Nhâm Dần nam mạng năm 2024 cho thấy xuất hành cũng như xin công việc mới đều chủ về có lợi, sức khỏe cũng được tốt. Tuy nhiên chú ý, nếu phải di chuyển ở nơi sống nước, cầu, phà, cho vay nợ năm này chủ về khó đòi, khẩu thiệt nho nhỏ. 5.
Xem tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Dần, nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, 1962 nam mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Nhâm Dần cần tránh các năm tam tai, thân, dậu, tuất, năm 2024 giáp thìn. Theo cách tính thì gia chủ 1962 Nhâm Dần sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, 1962 nam mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2024 giáp thìn, gia chủ 1962 là 63 tuổi, theo tuổi mụ, theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, 1962 nam mạng, có hạn hoang ốc không? Năm này bạn phạm tội tam địa sát, phạm hoang ốc. Tam địa sát có câu, tam sát nhân do sai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, 1962 nam mạng, có hạn thái tuế không? Nhâm Dần 1962 năm giáp thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Dần, 1962 nam mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Nhâm Dần 1962 năm giáp thìn 2024 là trạch lộc, là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1962 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cầu trạch vạn từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp bại hư khóc quỷ tử, chắc chắn là sát với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo lộc, các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ. Gia chủ nên trừ ra, tóm lại năm 2024, gia chủ sinh năm 1962, gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nam mạng, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 năm 2024 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, giáp thìn được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Nhâm Dần ở phương diện công danh, sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Đặc biệt được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao cho nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển phía trước, cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ, mà thường phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ khi bạn được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng các sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa và nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Nhâm Dần chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính. Trong năm 2024 này, với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về. Kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Nhâm Dần. Đặc biệt người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến cho tuổi Nhâm Dần choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm.
Việc hợp với người khác chưa chắc bạn đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Nhâm Dần thu tiền về đầy túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn, làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sợ nóng vội của mình. Về tình cảm, gia đạo. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Nhâm Dần. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn, để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, cơ hội không thiếu, nhưng thành bại là phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối nhân duyên bất ngờ cho các chuyến di chuyển sau đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử sức cho đôi bên cơ hội xem sao nhé. Với người đã có đôi, năm 2024 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai đã học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến về một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phật uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thêm mâu thuẫn dồn nén lâu ngày, sẽ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong năm 2024 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã chiếu mệnh khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy vạy ngược xuôi, giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin bên cạnh bản thân. Con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điêu khắc chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Dưới đây là vận trình tử vi từng tháng âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nam mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng riêng, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định, những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên, khiến bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến, nhưng chi tiêu cũng tăng lên nếu không căn ke và quản lý tiền bạc hợp lý. Bạn rất dễ gặp áp lực về cả mặt tài chính, tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Tử vi tháng 2 âm lịch. Đây là tháng tuổi Nhâm Dần có thể chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế, tài chính eo hẹp, nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng, đặc biệt con giáp này chớ nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định, có hung tinh nhập mệnh, Nhâm Dần có thể bị va quẹt, tai nạn, thương tổn thân thế. Tử vi tháng 3 âm lịch 2024. Trong tháng tuổi Nhâm Dần chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao, bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, đối thủ cũng có thể gây nhiều bất lợi, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát, đều có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội có lợi cho mình. Tử vi tháng 4 âm lịch. Vận trình của người tuổi Nhâm Dần đã có nhiều sự tăng tiến hơn trong tháng 4 này, các dự án hợp tác đánh giá chất lượng đều gặp thuận lợi, mối quan hệ xã giao tốt đẹp, đem đến cho bạn không ít cơ hội tốt. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý nhân để đạt được điều bạn mong muốn. Tử vi tháng 5 âm lịch. Bạn vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn dễ dàng vượt mặt. Tháng này tuổi Nhâm Dần có thể thấy cơ hội không còn chỉ dành riêng cho mình, điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế.
Cũng trong tháng này, bạn có thể phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Tuổi Nhâm Dần có thể vấp phải những biến động trong sự nghiệp, rất tiếc, đều theo chiều hướng tiêu cực, công việc của bạn không quá suôn sẻ. Nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra, thậm chí bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị biến động hoặc bị tiểu nhân lừa lọc. Con giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng này, nhưng không có rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. Tử vi tháng 7 âm lịch. Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định trong tháng này. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 8 âm lịch. Nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng, hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn. Tử vi tháng 9 âm lịch. Tuổi Nhâm Dần có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn. Hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại tháng này tâm lý của Nhâm Dần cũng sẽ trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ cũng không còn là nỗi dằn vặt với bạn. Con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tuổi Nhâm Dần nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân bạn lại chưa đủ năng lực để đón nhận, cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mà mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024. Đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Nhâm Dần, đặc biệt là phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao, sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà đạt được lợi nhuận cao, trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này Nhâm Dần có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng, trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên tham gia bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 nam mạng, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Vẫn trên đà khởi sắc, năm 2024 sẽ là năm mà người tuổi Nhâm Dần gặt hái được khá nhiều thành công, kể cả trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi gặp các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung, đương số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2024 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn, bởi các dịch mã động tinh thôi thúc, bản mệnh thường xuyên phải đi xa, công tác, du lịch, đi học nâng cao, có sức khỏe là có tất cả. Nhâm Dần hãy luôn nhớ đến điều này trong năm tới nhé. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kẻo lỡ thời cơ. Về tiền bạc, năm tài khí sinh vượng, tiền kiếm được nhiều nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể, đương số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý,
nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên bất trắc trở. Với các cặp vợ chồng đang có ý định sinh con năm 2024, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút các khí hơn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong thực tế, tất cả những rắc rối khiến chúng ta buồn phiền đều là do chúng ta cố níu kéo, cố chấp không chịu buông tay. Nhưng một khi chúng ta quyết định buông bỏ, ta cũng sẽ không mất đi cái gì, thứ duy nhất mà ta mất chính là nỗi buồn phiền kia. Mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau về cùng một sự vật, sự việc hay cùng một câu nói, sử dụng nó như một bài học khích lệ bản thân, để dù có phải gặp bất cứ chuyện gì khiến mình phiền lòng, cũng sẵn sàng bỏ qua, không để những tổn thương khiến bản thân trở nên mềm yếu. Vì thế đừng vội vã chạy ngay đến với thành công, thêm vào đó hãy bước từng bước chậm rãi, chắc chắn ngay từ đầu, để nửa chừng không có bất kỳ trắc trở nào. Khi bạn tự tin vào chính mình, thành công sẽ nằm ngay trong tay của bạn. Cuộc sống này vốn luôn đầy các vị đắng cay, ngọt, chua chát, đi hay ở, nắm lấy hay từ bỏ, ân oán hay quên đi. Chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của một người. Chính vì vậy, khi ta quyết định một việc gì đó, hãy bỏ tâm sức ra suy nghĩ nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự cố gắng của mình. Đừng vì chưa thấy kết quả mà đã vội vàng chán nản từ bỏ, và cũng đừng cho rằng thành công là do số trời ban tặng mà không cần làm gì cả. Người há miệng chờ sung sẽ chẳng bao giờ tới đích. Người thành công là người vấp ngã nhiều nhất. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.